Đây đâu, Doanh xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chưa lôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 thì em tiếp tục em thanh lý cho các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Tescam. Model của nó là CD320. Thì dòng này á là nó chạy hai cửa băng riêng biệt và đường xuất âm thanh ra thì cũng hai đường riêng biệt. Thế nhưng mà để em sử dụng được chiếc đầu này á, nó một cái phần điều khiển riêng của nó đó, của hãng Tiết Cam. Đấy. Bác nào hiểu về cái này thì hãng quan tâm, còn bác nào không hiểu thì tốt nhất không nên quan tâm làm gì để mất công. Và đây thì bên em bán ra bao nguồn, có nguồn có bấm ra vào bình thường. Đấy. Ở bên bên này, ở bên này. Đấy. Nha. Đấy. Đấy. Máy thì riêng nguyên bản nhé, nhưng mà nó phải có cái bộ điều khiển của nó trên này thì nó mới bấm chạy được nhé. Cho nên là em bán ra thanh lý này chỉ có bao nguồn đấy, nhá, và bao cái thiết bị này nó còn nguyên bản thôi nhé. Đấy. Và cái này thì nó có cái xe ngang của nó 48 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu là 27 cm và nặng khoảng 5 kg. 5 kg. Em này thì mặt tiền em rất là đẹp mới nhé. Đấy. Là mới đẹp. Ừ. Đây là đường cho ra cho đường một này, hai này, đây chắc đường các kết nối với điều khiển này. Đấy, một đèn của nó là CD302. Series của nó là 0300021. Sản xuất tại Đài Loan, xuất từ Nhật điện 100V, công suất của nó 32W. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó còn zin nguyên bản nữa nhé. Đây mắt này, mắt đọc của Sony 23 này, zin theo máy của nó này. Đây này này. Đấy. Đấy. Đây em từ bỏ đĩa vào để bác xem nhé. Đấy. Vẫn cứ quay nhưng mà nó phải có bộ điều khiển của nó thì nó mới nhận lệnh chạy được. Đấy. Đấy, ở bên này. Quay. Và đây là phần đáy của nó đây. Của nó đây là cái keo dán giấy của người ta nữa, vân bám đây. Đây là hàng bãi về nhé, vừa dùng Việt Nam đâu. Đấy. Thì trước này thì bên em bán với giá thanh lý là 800 ngàn đồng nhé, 800 ngàn đồng. Bác nào muốn mua về làm gì thì làm, mà bác nào hiểu về nó thì cũng mua, không hiểu nó thôi nhé. Đấy thì tình trạng thì em bán là như vậy. Đấy, chỉ có ông quần đấy và cửa đĩa thì vẫn ra vào bình thường đấy nhé, giá 800. Đấy. Em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại gắn đèn tiêu đề của video 0072 3269. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.